Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn luận về cái vấn đề Nam Quang và Tiến Dũng. Sự việc có lẽ chắc đã gần đến hồi kết. Và những kẻ có liên quan trong sự việc này dần dần đã bộc lộ nguyên hình. Trước khi đi vào bình luận cái chủ đề này, chúng ta hãy cùng nghe lại đoạn ghi âm của Nam Quang và Tiến Dũng mới đây. Có thể nói hai anh này khẳng định rằng còn những đoạn clip của bà Nguyễn Phương Hằng mà các anh này đang nắm giữ. Xin mời các bạn cùng nghe đoạn ghi âm Chiến sau. Hằng Yên là bất kiến tự nhiên thành đó. Nghĩa là ổng đó, ổng nói năng gì đâu. Nhưng mà bây giờ là bả là té tua hết rồi. Ừ. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đúng không? Ừ. Tự nhiên là cộng đồng mạng nhảy vô là đánh vô một miên luôn. Thấy chưa? Bất kiến tự nhiên thành. Đâu cần phải làm gì đâu. Quá ừ. Hay luôn. Đó, thì từ từ đi, không lẽ rồi giờ mệt mỏi thì cứ mấy giờ sáng cái bò lên đó cái chửi nữa mới chửi tới chửi luôn coi như đó không tác dụng gì chứ rồi để gì chửi tới đâu cái người ta lụm vô tới đó chửi tới đâu cái nó xe vô tới đó rồi xong rồi bà mà chửi nữa đó là sẽ có những cái video clip vui vẻ vui nhộn sẽ gửi lên để tặng chị đó chị nhắm chị chửi nữa không nha cho nên cái video clip vừa rồi đó mà anh bình tĩnh anh bình tĩnh đó đó là một cái video clip để cứu chị đó cứu bá gia bá tánh nếu mà chị nhận thức được cái điều đó là lời nhắn gửi là chị đừng có nói xàm nói bậy đừng có chửi bậy bạ nữa đó thì thôi không có những cái video clip ca nhạc đó nữa còn nếu mà còn nữa đó là những cái lời của chị sẽ được đem xuống nha để cho bà con thưởng lãm đó lồng nhạc vô những cái lời của chị rồi nhiều người nói là nên làm những cái bài hát của bà anh em youtuber có một cái bài hát của bà nè là bà hát chung với lại ai đó với anh Dũng Lò Vôi hay là với cái người nào đó à, vì thương nhau mấy núi em cũng trèo bà trèo thiệt vì thương nhau mấy suối em cũng qua gì đó cái bà qua thiệt mà bà lội giữa dòng cái bà chửi với bà ngồi giữa dòng bà chửi xong rồi lấy xuống vẫn giữ những cái lời đó gắn hình anh Yên vô nhép miệng hát chung với bà cái bài đó là tuyệt vời luôn các anh em youtuber thấy được đó thì làm đi rồi tôi thấy bà với ông Yên với lại cái anh nào đó có hát bài đó đó rất là hay cái gì lấy xuống đi ở đây có bạn Minh Từ nói là cách chửi của hai anh Nam Quang và Tiến Dũng rất hay nhẹ nhàng nhưng rất đau nhói tim một kia cái này thật sự là không có ai chửi ai nha Minh Từ nha Nam Quang với Tiến Dũng không có chửi bao giờ hết chúng tôi chỉ là trình bày quan điểm góp ý và phân tích vấn đề thôi nha ok không có cái chửi gì ở rồi, đây bây giờ mấy tiếng đồng hồ rồi ông nhắm ông nói nữa không ngậm xăm nữa không lấy ngậm xăm là ngon lành như quý vị sáng giờ là Nam Quang ăn được cái trứng Dũng chưa ăn gì chưa ăn củ khoai luôn hôm nay còn đây khoai chưa ăn luôn đó vậy mà ngậm khoai ăn sang đó ngậm xăm mà nói thoải mái ông thấy ok lắm hả mà sao ngậm nữa thì lại nói không được thêm mà đủ chút rồi xíu nữa thôi ha, đủ rồi khoảng chừng 10 phút tức là xăm là đủ năng lượng rồi đó trời cái cách đây mấy ngày mà mình làm trễ đó thì tôi đói rã ruột luôn mà tôi bị tuột đường luôn sao ngu quá chị mở ra ra ngậm ha lấy ngậm rồi good quý vị nên là qua Nam Quang còn ăn được cái trứng còn Dũng cái củ khoai còn cái thinh mà chưa ăn được hay thiệt rồi cảm ơn bạn Trâm cảm ơn Trâm đã gửi tiền mua trứng cảm ơn Trâm đã ủng hộ hai cái trứng sao giờ muốn sao đọc tin ok đúng quý vị đúng không quý vị trời đất ơi rồi cho nên anh Yên á phải coi lại cái đường đi của mình có như thế nào mà để cho bá tánh nhân loại mà chịu khổ không biết là sao sau Hoài Linh ra thì còn ai đâu bây giờ chị nghĩ chị chửi hoài cái là Hoài Linh ra nói à không lẽ anh Hoài Linh anh vì sợ chị bị chửi quá cái ra cái đính chính thì nói này rồi nói phân bua nói này nói nọ để cho hợp lòng chị nhưng không có ảnh cũng có cái sĩ diện ảnh cũng có cái đường đi ảnh cũng có tên tuổi ảnh cũng có những cái ý kiến và những cái suy nghĩ của ảnh chị càng chửi thì chị nghĩ là ảnh phải xuất hiện đến nói là cái chuyện mơ hồ bây giờ mà ảnh xuất hiện anh nói trái ý chị chịu không rồi hay là chị chửi tiếp mà giờ tự nhiên cái bắt anh phải nói đúng ý chị là cái chuyện quan đường đúng không rồi hồi nãy có rồi cái người thứ hai mà Dũng muốn đề cập tới đó chính là anh Dũng Lò Vôi sao ông nghĩ sao về cái vai trò của anh Dũng Lò Vôi đây
giống như hôm bữa chúng ta cũng có đề cập tới một chút xíu đó. Nam Quang đang nói về anh Dũng là vô, nói là anh ta là một người chồng rất là nhu nhược. Nếu như mà anh ta lau cái vệt sơn nó rớt xuống ngay từ đầu á thì nó sẽ không có cái chuyện này xảy ra. Giống như có nghĩa là anh ta dạy được người vợ của anh ta thành ra cái người tử tế, phải tử tế trong một kép nha quý vị nha, thành ra người tử tế thực sự được. Thì xã hội của mình, của Việt Nam, YouTube hoặc là cả cộng đồng mạng không có bị xôn xao về những cái câu chửi rất là bông hoa, những lời lẽ rất là bông hoa của chị Nguyễn Phương Hằng. Nam Quang vẫn thấy như vậy, là mới đầu Nam Quang thấy wow, anh Dũng này mình tin nha, mới đầu mình thấy anh này nói chuyện được ghê nè. Nhưng mà càng ngày đúng thiệt, người ta nói là giấy không gói được lửa đó. Tất cả những cái xấu xa, hèn hạ, bỉ ổi, tất cả những cái gì là vợ chồng này show ra hết. Không thấy không? Đây nè, anh Dũng, cái này là cho anh Dũng. Hồi đầu đó thì Dũng cũng nghĩ ô anh rất là nice, rất là dễ thương, ủng hộ vợ, gentleman mã thường rồi, rồi mặc dù trong lòng Dũng cũng thấy là cái anh nói có nhiều điều quá là vô lý. Rồi xong rồi dạy vợ nói về cái lờ này nọ kia là thấy là không ổn rồi, tại sao anh không dạy được những điều tốt đẹp mà anh lại dạy những cái điều mà quá là dung tục và tầm bậy như vậy. Và còn một điều nữa nè quý vị, thấy là nếu mà quý vị vào Huỳnh Uy Dũng Đại Nam thì quý vị sẽ thấy, không thấy gì không? Em đẹp quá mà sao ai nhìn cũng muốn ói. Nói về cô Trang, Huỳnh Uy Dũng nói về cô Trang. Anh Dũng Taylor, anh Tuấn kia cho chị Hằng vợ anh là 7 điểm. Thì cả đã anh và chị sách động mọi người lên chửi người ta là mặc váy, là đàn bà, là xúc phạm phụ nữ, cho điểm phụ nữ. Và anh thì sao à? Quý vị vào Huỳnh Uy Dũng Đại Nam sẽ thấy ảnh dùng cái từ rất là vô giáo dục đối với một người phụ nữ. Em đẹp quá mà sao ai nhìn cũng muốn ói. Dành cho cô Trang. Quý vị nhìn đi. Đây, giờ thấy không vậy? Bên ông chưa thấy bên này. Rồi. Nó hơi chậm lại chút xíu không sao. Đây, thấy rồi đó. Ủa sao chưa để qua đây rồi hôm nay? À, giờ thấy à. Thấy rất à. Rồi, thì quý vị thấy một người chủ doanh nghiệp vừa mới chửi xa xả người ta là dám chấm điểm vợ mình, thì ngay lập tức là sao ạ? Là chửi một người phụ nữ khác là em đẹp quá mà sao ai nhìn cũng muốn ói. Thì cái này với lại cái hành động mà cho vợ ảnh 7 điểm trên 10. Vâng, các bạn vừa xem qua cái đoạn ghi âm của Nam Quan và Tiến Dũng. Họ dọa bà Hằng rằng hãy bớt nói trên cộng đồng mạng, nếu còn nói nữa thì họ sẽ tung đoạn ghi âm tiếp theo lên. Và cái điều mà chúng ta khẳng định ở đây rằng chúng ta đang chờ đợi cái đoạn ghi âm đó, và chính ông Dũng và bà Hằng cũng muốn có cái đoạn video tiếp theo. Đoạn ghi âm hay đoạn video bây giờ nó không còn quan trọng nữa, bởi vì cái cốt cách của sự việc đã được phơi bày. Ông Yên nhằm trục lợi cho bản thân đã có những cái âm mưu thủ đoạn để mà lừa gạt bà Nguyễn Phương Hằng, chiếm dụng những cái khoản tiền quá lớn của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Quý Dũng bằng những thủ đoạn như là cần tiền để trả nợ tiền xây chùa và nhắn tin cho một đệ tử rồi chụp màn hình gửi qua cho bà Nguyễn Phương Hằng để xác thực, rồi ăn bớt tiền xây chùa, ăn bớt tiền từ thiện, những điều mà chúng ta đã đi bóc tách từ rất là lâu rồi. Bây giờ họ lại quay lại, khuấy lại sự việc nhằm đánh vào lòng tin của người dân. Nếu các bạn có thể để ý rằng những con người này ban đầu tạo dựng cho người xem một niềm tin, đó là anh ta nói gì cũng đúng. Và khi niềm tin ấy được chín mùi thì anh ta lại bẻ lái dư luận sang một chiều hướng khác bằng cách là đánh từ từ vào tâm lý, vào những cái biểu cảm của bà Nguyễn Phương Hằng. Có một điều mà mình đã nói đến rất là nhiều trong những video, đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ. Bà ấy đang đương đầu với rất nhiều khó khăn và cũng có rất nhiều những cái kẻ thù đang bủa vây xung quanh bà ấy. Và đó cũng chính là lý do những người như chúng tôi đứng lên để góp đôi chút ý kiến dành cho bà ấy.